Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopKVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Ray, một cái dòng xe crossover cỡ A gầm cao 5 chỗ ngồi rẻ nhất trong phân khúc của bên phía Toyota mà trong video ngày hôm nay. Cái thời điểm dịp ngày 19 tháng 4 năm 2024, TopKVN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn cái chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất dành cho Ray theo tùy từng vùng. Những ưu đãi về quà tặng phụ kiện như dán kính, như trải sàn, như camera hành trình vẫn được tặng, và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái chiếc xe này. Hiện tại thì Ray nó chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thôi, nó là phiên bản đủ luôn, đi gia đình hay là chạy công việc đều ok. Chiếc xe này thì hiện tại đang cạnh tranh với cả Sonet, cạnh tranh với cả Hyundai Venue, nhưng mức giá của nó thì thấp hơn tương đối là nhiều. Giá niêm yết của chiếc xe Ray này hiện tại có 498 triệu đồng thôi quý chị các bạn ạ. Với những anh chị khách hàng nào ở Hà Nội thì đấy đang bán với mức giá là 498 triệu đồng luôn, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng camera hành trình. Thế còn với anh chị khách hàng nào ở khu vực miền Nam nhé, đại lý chỉ bán với mức giá còn lại là 486 triệu đồng thôi, giảm hơn được một chút quý chị các bạn ạ. Với cái mức giá mà mình vừa đọc thì để lăn bánh được ở tỉnh, chiếc xe này sẽ là 556 triệu. Ở Hà Nội lăn bánh là 586 và thành phố Hồ Chí Minh là 564 triệu đồng quý chị các bạn nhé. Lăn bánh tỉnh là 556, ở Hà Nội là 586 và thành phố Hồ Chí Minh là 564 theo phương án trả thẳng. Thế còn nếu như mà lấy trả góp, chiếc xe này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 150 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 180 và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 170 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh 150, Hà Nội 180 và thành phố Hồ Chí Minh là 170. Đó là số tiền tối thiểu cần chuẩn bị để có thể lấy được chiếc xe Toyota Ray này. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi, không gian rộng rãi, option cũng khá là ok. Nhân tiện video này, mình sẽ giới thiệu nhanh luôn đến với những anh chị khách hàng đang lần đầu tìm hiểu, để xem xét rằng với tầm giá rẻ nhất phân khúc này, lựa chọn chiếc xe này có ok hay không nhé. Thứ nhất, tổng quan thì đây là một cái chiếc xe nó sử dụng động cơ là máy 1.0 turbo và nó sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, cũng rất là mượt mà và cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu cho cái dòng xe Ray này. Nguồn gốc của nó thì là nhập khẩu tại Indonesia của các bạn nhé. Phần mặt ca lăng của nó thì có những cái chi tiết lan, đúng không ạ, đan xen nhau nhìn cũng khá là hài hòa. Cái chiếc xe này thì nhìn bên ngoài nhé, nhìn nó khá là trường xe đấy, nhìn cũng rất là ok, khỏe khoắn. Phần công nghệ đèn trang bị của xe thì chiếc xe này sử dụng đèn LED luôn anh chị ạ, LED luôn nhé. Nó chỉ có phân phối một bản thôi, nó là bản option ok luôn. Đèn pha cốt của nó là dạng LED rồi đấy. Ở bên trên này nó có cái giải LED định vị, nó chạy dạng đuổi anh chị ạ. Nhìn nếu mà nó bật lên thì nhìn nó cũng rất là đẹp. Chiếc xe này thì ở bên dưới này nó có cái đèn halogen là đèn sương mù cho ánh sáng màu vàng nhé. Cái việc mà phá sương tạo tầm nhìn nó sẽ là tốt hơn với kiểu ánh sáng màu vàng. Và có cảm biến ở phần đầu xe này, có hai cảm biến ở phần đầu và hai cảm biến ở phần đuôi với cái dòng xe Ray này quý vị các bạn ạ. Logo của Toyota thì vẫn được ốp mạ chrome sáng bóng, được đặt ở vị trí trung tâm như thế này. Ở bên trên này có một cái giải nhựa sơn màu đen bóng tạo cái điểm nhấn, tạo cái sự sang trọng cho cái phần đầu của chiếc xe Ray này anh chị ạ. Dạo gần đây thì rất nhiều khách hàng quan tâm về cái chiếc xe này, đơn giản thôi vì giá của nó ok đúng không ạ, rất ok khi mà so sánh luôn. La răng của nó đây, la răng theo cái dạng hình xoắn như thế này, cũng được phay xước rồi. Chiếc xe này thì hiện tại bánh phanh trước của nó là phanh đĩa nhá, phanh sau là tăng trống. Lốp sử dụng ở đây là đan lốp. Chiếc xe này thì có ABS rồi, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc rồi. Những cái tính năng an toàn cơ bản thì được trang bị rồi. Lốp sử dụng là đan lốp này. La răng kích thước của nó là cái này là 17 inch quý chị các bạn ạ. Nhìn kiểu dáng thiết kế la răng nhìn cũng rất là khỏe, khi chúng ta đi thì nhìn nó cũng rất là đẹp anh chị ạ. Đây động cơ turbo nhá, máy 1.0 với chiếc xe Toyota Ray này. Đấy. Ở đây thì chúng ta có cái gương chiếu hậu của nó là gương gập điện chỉnh điện, có tích hợp xi nhan trên gương và có cụp gương tự động với chiếc xe này nhá. Có cụp gương tự động rồi, đóng mở khóa cửa tự động cụp gương luôn. Và nó có cả cảnh báo điểm mù luôn quý chị các bạn ạ. Đấy, cảnh báo điểm mù đấy, có cái xe phía trước nó vượt lên thì nó sẽ cảnh báo để chúng ta có thể biết được. Xi nhan thì tích hợp trên gương rồi. Xe này thì chưa có camera 360 đâu anh chị ạ. Phân khúc cỡ A thì chưa có chiếc xe nào có cam 360 cả. Cái tay nắm cửa thì được ốp mạ chrome và có cảm biến mở cửa anh chị nhé. Đeo chìa khóa bên người thôi, thế còn đóng mở khóa cửa thông qua cái cảm biến này, chúng ta chỉ cần vuốt nhẹ thôi là có thể đóng hoặc mở cửa rồi anh chị ạ. Đấy, chúng ta nhìn tổng quan từ cái phần sườn xe này, nhìn cái dòng Ray này nhìn nó rất là trường xe anh chị ạ.
và có đâu đó cái cảm nhận cái thiết kế của TOTA nó rất là thực dụng, chắc chắn không gian bên trong mình nghĩ là rất là ok khi mà so sánh ở trong phân khúc. Cung đường kết hợp là 6,61 lít và ngoài đô thị của nó là 5,47 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu này thì cũng mình nghĩ cũng ở mức khá là ok đấy anh chị ạ, máy có 1.0 thôi. Tiếp theo nữa là sang cái phần đuôi sau này. Thì Ray này thì có cái phần đuôi sau này với những cái kiểu dáng thiết kế nhìn có nhiều những cái đường nét vuông góc với nhau, nhìn rất là khỏe anh chị ạ. Nó có trang bị về cam lùi nhá. Ở đây là cái logo của TOTA này. Rồi là một cái miếng nhựa sơn màu đen bóng đúng không ạ? Tạo cái điểm nhấn, tạo cái sự sang trọng hơn. Đèn hậu phía sau này đây là một cái giải LED nhá. Khi mà đi chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ nhìn nó có điểm nhấn hơn. Quý vị các bạn ạ. Đấy, đó là về phần đuôi sau này. Ở bên dưới này chúng ta có cái chữ Ray được ốp mạ chrome rồi đúng không ạ? Đấy, viết cách điệu ở đây. Ray chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thôi. Dòng xe khác thì có nhiều sự lựa chọn nhưng Ray chỉ có một thôi anh chị ạ. Nó là bản đủ luôn. Đây này có cảm biến này. Đây là hai cảm biến lùi nhá, cùng với cả một camera lùi. Vậy là tổng cộng chiếc xe Ray này có hai cảm biến đằng trước và hai cảm biến đằng sau. Đấy, vừa có âm thanh vừa có hình ảnh báo lại. Thì khách hàng nhiều khi chúng ta lái xe, đặc biệt là khách hàng mới lái thì chúng ta có thể là căn chỉnh lùi chuồng hay là cái gì đó nó dễ dàng hơn quý vị các bạn ạ. Đấy, gầm của chiếc xe này cũng rất là thoáng đúng không ạ? Đây là chiếc xe Ray, cái ống bô, ống xả của nó được che đi. Nó nhìn nó được che vào bên trong quý vị các bạn ạ. Thế còn về cái không gian cốp thì sao? Một chiếc xe mà gầm cao thì cũng nhiều người quan tâm về không gian cốp để đồ đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta đi lại thì cũng rất là quan tâm về cái vấn đề này. Thì Ray này mình nghĩ là ở mức vừa phải thôi. Một cái dòng xe gầm cao mà đòi hỏi rộng thì khó, như cái dòng xe những cái dòng sedan thì không thể được. Nhưng mình nghĩ rằng với cái không gian này cũng rất là ok rồi anh chị ạ. Mấy khi chúng ta sử dụng hết cốp đâu đúng không ạ? Ở đây chúng ta có cái lốp dự phòng nhá, 5 lốp như một luôn anh chị ạ. Đấy, chúng ta nhìn qua là biết, tức là có một cái lốp nào hỏng chúng ta thay cái lốp này vào và đi bình thường luôn. Thế còn cái lốp hỏng ấy chúng ta về chúng ta sửa, chúng ta lại cho thành cái lốp dự phòng cũng được, chả vấn đề gì. Đấy, anten ở bên trên này nó là cái đèn phanh này. Đấy, cái đèn phanh này nó sẽ sáng khi mà chúng ta phanh để cái phương tiện đằng sau chúng ta có thể nhận biết được thông qua cái đèn phanh này nữa. Đấy, anten thì cũng là dạng vây cá mập rồi anh chị ạ. Đấy, đó là những cái cơ bản nhất. Thế còn tiếp theo nữa, chúng ta sẽ vào không gian bên trong nội thất của chiếc xe TOTA Ray này. Nội thất của nó đây, mình sẽ mở cửa ra. Chiếc xe Ray này nội thất bên trong của nó sẽ là hoàn toàn là màu đen nhé. Ghế da đen này, tablo đen này, vô lăng cũng là màu đen luôn. Đấy, bản này thì nó được trang bị tổng cộng là 6 túi khí cho cái chiếc xe này nhé. 6 túi khí. Đấy, bên trong là hoàn toàn là màu đen. Ghế của nó thì chất liệu là da pha nỉ anh chị ạ. Nhìn qua thì chúng ta có thể biết là ghế của nó có những cái chi tiết họa tiết hình chữ Y, nó tạo ra cái sự sang trọng hơn cho cái phần ghế này. Cái rìa ngoài của nó thì là da, còn bên lòng trong của nó là nỉ quý vị các bạn ạ. Thì người ta gọi là da pha nỉ. Đấy, thì nó là như thế. Khách hàng nào mà chúng ta đi mà chúng ta giữ gìn được thì để nguyên, còn không thì bọc hoàn toàn da cũng được. Vô lăng ba chấu bọc da đúng không ạ? Có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh ở đây, những cái đường khâu mũi chỉ rất chi tiết và tỉ mỉ. Đấy. Có vị trí túi khí của người lái này. Đây là vị trí túi khí mà gần như là xe nào dù là bản thấp cho đến bản cao, tất cả các xe đều có vị trí này là vị trí quan trọng nhất. Rồi là vì khu vực trung tâm này chúng ta có một cái màn hình giải trí 9 inch nhé. Có kết nối Apple CarPlay và Android Auto bình thường quý vị các bạn ạ. Đấy, có kết nối Apple CarPlay, nghe đài radio hay là kết nối Bluetooth ok hết. Điều hòa trung tâm vị trí này, điều hòa trung tâm này. Rồi là bên dưới này chúng ta có nút đèn start-stop này. Điều hòa của chiếc xe này cũng là điều hòa tự động rồi anh chị nhé. Cũng là điều hòa tự động rồi anh chị ạ. Những cái dòng xe TOTA thì điều hòa của nó thì vẫn là thương hiệu từ trước đến nay thôi, chắc cũng chả phải bàn nhiều về cái vấn đề này. Tiếp theo nữa là cái cần số của nó là dạng đi thẳng đứng nhá, hộp số tự động vô cấp với dòng xe Ray anh chị ạ. Đấy. Ở trong cái phân khúc này thì nó đang cạnh tranh với cả Venue, nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Kia Sonet. Những cái chiếc xe trên thì mức giá cao hơn một chút nhưng mà nó có cái giải sản phẩm nhiều sự lựa chọn hơn. Chứ còn Ray thì nó cũng chỉ có một sự lựa chọn này thôi. Phanh tay thì là phanh tay cơ anh chị ạ. Bệ tỉ tay cũng có, cũng đã được bọc da rồi. Đấy, phanh tay cơ nhá. Nó chưa có phanh tay tự động đâu ạ. Nó chưa có phanh tay điện tử ấy. Rồi, bệ tỉ tay này đúng không ạ? Bọc da. Khi mà chúng ta đi đường trường, đường dài thì có thể ngả lưng một chút thông qua cái bệ tỉ tay này, nó cũng đỡ mỏi hơn. Đi cao tốc ấy, thì chúng ta lái một tay cũng chả vấn đề gì quý vị các bạn ạ. Tiếp theo nữa là ở đây chúng ta có cái cửa gió điều hòa vị trí người lái đúng không ạ? Ở bên ngoài này nó là cái nhựa bạc nhé anh chị nhé, chứ không phải ốp chrome đâu ạ.
Đấy, nó cái chiếc xe này tạo nhiều những cái đường vân giả 3D nhìn cũng rất là hay. Nút tắt bật hệ thống chống trơn trượt, rồi tắt bật cái cảm biến. Cái cảm biến mà chúng ta đi gần quá, nhiều khi đi trong thành phố mà nó kêu nhiều quá thì chúng ta có thể tắt nó đi anh chị ạ, thông qua cái chữ P đấy, cái nút mà mình vừa chỉ đấy. Còn đây là ghế của nó nhá. Đấy, cái vỉa ngoài của nó là cái da, thì còn lòng trong của nó là nỉ, những cái chi tiết họa tiết này. Cái chất liệu nỉ này mình nghĩ cũng rất là ok, nếu khách hàng mà giữ gìn được thì cứ để nguyên được, chả vấn đề gì anh chị ạ. Sau một thời gian này nó hỏng thì thích thì bọc da lại sau, còn không giữ gìn được thì cứ để nguyên đi, đúng không? Đấy, gầm cao 5 chỗ ngồi phân khúc cỡ A, mức giá phù hợp nhất ở trong phân khúc tại thời điểm này. Xe thì ở miền Bắc thì tùy từng màu mới có xe giao, thế còn ở miền Nam thì đăng ký đến tận tháng 5 năm 2024 rồi. Anh chị nếu chúng ta muốn lấy thì phải ký tại thời điểm bây giờ nhé. Ở miền Nam thì mình thấy giá cũng đang tốt, đang giảm đấy. Giá xe còn có 486 triệu đồng thôi. Tiếp theo nữa, cái sang cái phần táp ly cửa vị trí người lái này, cái tay cầm này nhìn cũng rất là chắc chắn đúng không ạ? Lên xuống kính vị trí người lái sẽ là auto tự động một chạm của các bạn nhé. Đấy, cục gương điện rồi, gương cũng là tự động rồi anh chị ạ. Cái hàng ghế phía sau này là cái điểm mà nhiều người cũng quan tâm, vì thực ra là ở trong cái phân khúc này, một cái chiếc xe gầm cao cỡ A thì cái không gian hàng thứ hai là một cái điểm phải quan tâm rồi. Vì nhiều khi mà đã nên đưa lên gầm cao là nó sẽ bị bó lại đấy, nó sẽ co lại cái không gian bên trong nội thất ấy. Nhưng Ray này mình nghĩ cũng là ok. Chiếc xe Hyundai Venue của nó cũng là ok cho cái không gian nhé. Có chiếc xe Sonet thì nó hơi chật một chút, nó hơi đứng một chút quý vị các bạn ạ. Thế còn Ray này mình thấy nó rất là ok, mình ngồi hàng ghế hai rồi. Đấy là những cái đặc điểm cơ bản nhất mà mình giới thiệu về cái chiếc xe Ray tại cái thời điểm này. Một cái chiếc xe mà cũng đang được nhiều người quan tâm. Vậy thì với cái mức giá tốt như này của Toyota Ray, anh chị ở cái phần đầu video mình cập nhật về mức giá cũng như là lăn bánh rồi, cũng như là giới thiệu nhanh qua về những cái option trang bị cho cái chiếc xe Toyota Ray này rồi. Anh chị muốn lái thử xem xe trực tiếp thì hãy gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình này nhé. Ở miền Bắc thì hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.